Đông y Thiện Nhân Đường kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, nhà thuốc sẽ trả lời câu hỏi huyết áp thấp có nên uống mật ong hay không? Cuộc tranh cãi cần lời giải đáp. Như các bạn đã biết, huyết áp thấp có nên uống mật ong hay không là câu hỏi được khá nhiều người quan tâm. Người thì nói mật ong làm giảm huyết áp, người lại bảo tăng, không biết đâu mới là thông tin chính xác. Mời quý vị theo dõi video sau để tìm câu trả lời. Mật ong là thực phẩm quen thuộc trong đời sống hàng ngày, ai cũng biết, cũng từng dùng, nhưng để định nghĩa chính xác về mật ong thì không phải dễ dàng. Mật ong là chất ngọt không lên men, được tạo thành do ong hút dịch tiết hoặc mật hoa và trộn lẫn với các loại nguyên liệu đặc biệt của loài ong và lưu giữ trong bánh tổ mật ong. Mật ong là thực phẩm lành tính nhất, không chứa bất kỳ chất bảo quản hay chất độc hại nào. Điều quan trọng nhất là tìm mua được mật ong nguyên chất, không pha trộn. Chúng ta thường khó phân biệt mật ong và sữa ong chúa. Liệu rằng hai sản phẩm này có liên quan đến câu hỏi huyết áp thấp có nên uống mật ong? Khác với mật ong, sữa ong chúa đúng như cái tên gọi của nó, dùng để nuôi ấu trùng ong chúa trong suốt giai đoạn phát triển. Tuy nhiên, loại sữa ong này lại là sản phẩm của ong thợ. Ong thợ rất chăm chỉ đi hút mật ở phấn hoa. Loại mật này khi kết hợp với enzyme trong cổ họng ong thợ sẽ tạo ra một sản phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, đó chính là sữa ong chúa. Huyết áp và mật ong. Trở lại về vấn đề huyết áp thấp có nên uống mật ong hay không, hãy cùng xem Đông y nói gì về thực phẩm này. Theo Đông y, mật ong cũng như sữa ong chúa là sản phẩm nhuận trường, có tính bình và vị ngọt, giúp giải độc, thanh độc rất hiệu quả. Trong thành phần của mật ong có hơn 300 vị chất khác nhau, loại nào cũng vô cùng tốt đối với sức khỏe. Cùng với đó, mật ong chứa vitamin, khoáng chất, các loại men, protein, đường quả và đặc biệt là rất nhiều kali. Kali là một trong những dưỡng chất rất quan trọng đối với người bị huyết áp cao. Khi người bị huyết áp hấp thụ kali, chúng sẽ làm nhiệm vụ đẩy bớt natri ra ngoài, từ đó giúp huyết áp hạ xuống. Dựa vào điều này, chúng ta có thể trả lời được câu hỏi huyết áp thấp có nên uống mật ong hay không. Người bị huyết áp cao, nếu muốn hạ chỉ số áp lực lên động mạch thì có thể uống mật ong pha với nước sôi, thêm một chút vừng đen giã nhỏ. Cách làm này sẽ hỗ trợ đắc lực cho quá trình điều trị bệnh cao huyết áp. Vì vậy, khi bị huyết áp thấp, bạn không nên uống mật ong. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn uống mật ong thì nhà thuốc xin chia sẻ cách làm sau đây để người huyết áp thấp có thể uống kết hợp với mật ong. Nguyên liệu: dùng mật ong và gừng 1 kg. Cách làm: gừng rửa sạch thái lát, phơi khô nhiều nắng rồi nghiền nhỏ thành bột mịn, bảo quản trong lọ thủy tinh nơi khô thoáng. Với công thức: 1 muỗng cà phê bột gừng cộng 1 muỗng mật ong và 150 ml nước ấm. Trộn đều 3 nguyên liệu trên vào để tạo thành một thức uống thơm ngon quyến rũ, sử dụng khi bị tụt huyết áp. Trên đây là chia sẻ của nhà thuốc Thiện Nhân Đường về cách điều trị bệnh huyết áp thấp và có nên dùng mật ong khi bị huyết áp thấp hay không. Cuối cùng, quý vị nhớ bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ video. Chúc quý vị mau khỏi bệnh. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn uống mật ong thì nhà thuốc xin chia sẻ cách làm sau đây để người huyết áp thấp có thể uống kết hợp với mật ong. Nguyên liệu: dùng mật ong và gừng 1 kg. Cách làm: gừng rửa sạch thái lát, phơi khô nhiều nắng rồi nghiền nhỏ thành bột mịn, bảo quản trong lọ thủy tinh nơi khô thoáng. Với công thức: 1 muỗng cà phê bột gừng cộng 1 muỗng mật ong và 150 ml nước ấm. Trộn đều 3 nguyên liệu trên vào để tạo thành một thức uống thơm ngon quyến rũ, sử dụng khi bị tụt huyết áp. Trên đây là chia sẻ của nhà thuốc Thiện Nhân Đường về cách điều trị bệnh huyết áp thấp và có nên dùng mật ong khi bị huyết áp thấp hay không. Cuối cùng, quý vị nhớ bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ video. Chúc quý vị mau khỏi bệnh. Nhà thuốc Thiện Nhân Đường về cách điều trị bệnh huyết áp thấp và có nên dùng mật ong khi bị huyết áp thấp hay không.
Cuối cùng, quý vị nhớ bấm nút đăng ký kênh và chia sẻ video. Chúc quý vị mau khỏi bệnh. Và chia sẻ video. Chúc quý vị mau khỏi bệnh.